Thế giới khao khát, Việt Nam sẽ trở thành siêu cường quốc với bề dày 40.000 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam sở hữu tiềm năng dầu khí khổng lồ, được ví như vàng đen, đặc biệt là ở Biển Đông, khu vực được mệnh danh là mỏ vàng dầu khí lớn nhất thế giới. Trữ lượng dầu khí tiềm năng của Việt Nam ước tính lên tới 40.000 tỷ đô la, tập trung chủ yếu ở các bể trầm tích. Tiềm năng to lớn này là động lực để Việt Nam phát triển kinh tế, nhưng cũng là nguyên nhân khiến Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế, có nhiều hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại khu vực Trường Sa và Hoàng Sa. Để biến tiềm năng dầu khí thành động lực phát triển, Việt Nam cần vượt qua nhiều thách thức về công nghệ khai thác, bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững cho thế hệ tương lai. Trước khi bắt đầu video, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nếu video hay, hãy bình luận số 1, còn nếu không hay, bình luận số 2. Cảm ơn các bạn. Việt Nam, với vị trí địa lý thuận lợi, được thiên nhiên ưu ái ban tặng nguồn tài nguyên dầu khí dồi dào. Theo thống kê, trữ lượng dầu của nước ta đạt khoảng 4,4 tỷ thùng, xếp thứ 28 thế giới, khẳng định tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp năng lượng. Hành trình khám phá vàng đen của Việt Nam bắt đầu từ những năm 1970, với những mũi khoan thăm dò đầu tiên, len lỏi sâu hơn 1.000 mét vào lòng đất. Niềm vui vỡ òa khi mỏ khí Tiền Hải C ở Thái Bình được phát hiện và đưa vào khai thác vào năm 1981, đánh dấu bước khởi đầu cho ngành công nghiệp dầu khí non trẻ. Tiếp nối thành công đó, mỏ dầu Bạch Hổ, cách Vũng Tàu 145 km, chính thức đi vào hoạt động vào năm 1986, khẳng định tiềm năng khai thác dầu khí ngoài khơi của Việt Nam. Cho đến nay, các nhà địa chất đã xác định được 8 bể trầm tích đệ tam, giàu tiềm năng dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, bao gồm Sông Hồng, Hoàng Sa, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Từ Chính, Vũng Mây, Trường Sa và Mã Lai. Bể trầm tích Sông Hồng trải dài từ Quảng Ngãi đến Móng Cái, với diện tích 110.000 km2, là một trong những bể dầu khí tiềm năng nhất Việt Nam. Cấu tạo địa chất đặc biệt với lớp trầm tích dày tới 12 km đã tạo điều kiện thuận lợi cho dầu khí hình thành và tích tụ tại đây. Bể Sông Hồng không chỉ là nơi ghi dấu ấn với mỏ Tiền Hải C, mỏ dầu đầu tiên của Việt Nam, mà còn là nơi tọa lạc của nhiều mỏ dầu khí lớn nhỏ khác như mỏ Đông Quan, DB10, Hồng Long, Hoàng Long, Yên Tử, Hàm Rồng và Hàm Rồng Nam. Đặc biệt, mỏ khí Cá Voi Xanh, cách bờ biển miền Trung 100 km, do ExxonMobil khai thác, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho khu vực miền Trung. Được phát hiện từ năm 2009, mỏ khí Cá Voi Xanh hiện đang giữ vị trí là mỏ khí lớn nhất Việt Nam, với trữ lượng ước tính thu hồi tại chỗ lên tới 150 tỷ mét khối, gấp 3 lần mỏ Lan Tây và Lan Đỏ. Dự án khai thác mỏ Cá Voi Xanh do ExxonMobil và Petro Việt Nam hợp tác triển khai, dự kiến sẽ mang lại nguồn thu lớn cho chính phủ Việt Nam, khoảng 20 tỷ đô la từ nguồn dự trữ khí ga. Tuy nhiên, mỏ Cá Voi Xanh cũng là đối tượng trong các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông. Hành động của tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam vào năm 2019 đã khiến Mỹ phải hai lần lên tiếng khẳng định sẽ bảo vệ hoạt động của ExxonMobil tại mỏ Cá Voi Xanh. Dự án khai thác mỏ Cá Voi Xanh có vòng đời dự kiến khoảng 25 năm, được kỳ vọng sẽ tạo ra tổng doanh thu lên tới 60 tỷ đô la, trong đó 30 tỷ đô la đến từ doanh thu từ điện. Bên cạnh đó, dự án cũng góp phần đóng góp ngân sách cho nhà nước 20 tỷ đô la và tạo công ăn việc làm cho 3.000 đến 4.000 lao động trình độ cao, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho các tỉnh miền Trung. Không chỉ ghi dấu ấn với những phát hiện lớn tại bể trầm tích Sông Hồng, ngành dầu khí Việt Nam tiếp tục đón nhận tin vui với phát hiện mỏ Kèn Bầu vào năm 2020. Mỏ Kèn Bầu, với trữ lượng dự kiến từ 7.000 đến 9.000 tỷ feet khối khí tự nhiên, tương đương 400 đến 500 triệu thùng dầu, dự kiến sẽ đi vào hoạt động khai thác từ năm 2028, hứa hẹn mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. Bên cạnh bể trầm tích Sông Hồng, Việt Nam còn sở hữu nhiều bể trầm tích dầu tiềm năng khác, trong đó phải kể đến bể trầm tích Hoàng Sa. Với diện tích hơn 70.000 km2, nằm ở phía đông đới Nâng Côn Sơn, ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ, bể trầm tích Hoàng Sa ôm trọn quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ẩn mình dưới vùng biển sâu thẳm, có nơi lên tới 3.500 mét, tiềm năng dầu khí của bể trầm tích Hoàng Sa vẫn là một ẩn số đầy bí ẩn, thôi thúc sự khám phá của con người. Từ năm 1980, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã phối hợp với nhiều đối tác quốc tế, triển khai các hoạt động khảo sát và thu thập dữ liệu địa chất khu vực này. Tuy nhiên, cho đến nay, bể trầm tích Hoàng Sa vẫn chưa ghi nhận bất kỳ giếng khoan thăm dò nào. Khác với bể trầm tích Hoàng Sa, bể trầm tích Phú Khánh nằm ở ngoài khơi biển Nam Trung Bộ, trải dài từ vùng biển Quảng Ngãi đến Phan Thiết, với diện tích khoảng 80.000 km2.
Điểm đặc biệt của bể trầm tích này là độ sâu nước biển thay đổi đột ngột từ Tây sang Đông, có nơi lên tới 300 mét. Ước tính ban đầu của các chuyên gia cho thấy, trữ lượng dầu khí tiềm năng của bể Phú Khánh vào khoảng 10 đến 12 tỷ thùng quy đổi dầu, chiếm khoảng 16% tổng trữ lượng dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam. Bể trầm tích Cửu Long nằm dọc theo bờ biển Vũng Tàu Bình Thuận, có diện tích khoảng 36.000 km2. Nơi đây được xem là cái nôi của ngành dầu khí Việt Nam, là khu vực được đầu tư khảo sát, thăm dò và khai thác dầu khí bài bản và quy mô nhất từ trước đến nay. Bể Cửu Long ghi dấu ấn với hàng loạt mỏ dầu khí lớn như Bạch Hổ, Rồng, Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng, Sư Tử Trắng, Sư Tử Nâu, Tê Giác Trắng, Hải Sư Trắng, Dạng Đông, Hồng Ngọc và Kình Ngư Trắng. Với trữ lượng dầu khí ước tính từ 2.357 đến 3.535 tỷ tấn quy dầu, bể Cửu Long đóng góp hơn 80% tổng sản lượng khai thác dầu khí của cả nước. Nằm ở khu vực Đông Nam thềm lục địa Việt Nam, bể trầm tích Nam Côn Sơn trải dài trên diện tích 100.000 km2. Từ những năm 1970, hành trình tìm kiếm vàng đen tại bể Nam Côn Sơn đã được triển khai với quy mô lớn, với hàng loạt hoạt động khảo sát địa chấn và khoan thăm dò. Kết quả là hơn 110 giếng khoan đã được triển khai, phát hiện ra nhiều mỏ dầu khí có giá trị như Đại Hùng, Lan Tây, Lan Đỏ, Rồng Đôi Tây, Chim Sáo, Hải Thạch, Mộc Tinh và Thiên Ương. Với tiềm năng khai thác và sản lượng dầu khí thuộc hàng top đầu cả nước, bể Nam Côn Sơn giữ vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng của Việt Nam. Đặc biệt, mỏ Đại Hùng thuộc bể Nam Côn Sơn mang trong mình câu chuyện đầy bất ngờ và ý nghĩa. Từng bị các nhà đầu tư nước ngoài bỏ rơi với giá chỉ 1 đô la Mỹ, mỏ Đại Hùng đã chứng minh giá trị thực sự của mình khi được người Việt khai thác và trở thành nguồn cung dầu khí quan trọng cho đất nước. Câu chuyện về mỏ Đại Hùng là minh chứng cho ý chí, khát vọng tự lực tự cường và niềm tự hào của ngành dầu khí Việt Nam. Nằm ở vùng nước sâu thềm lục địa Đông Nam Việt Nam, bể trầm tích Từ Chính Vũng Mây có diện tích khoảng 90.000 km2. Từ những năm 1980, các hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí đã được triển khai tại khu vực này. Tuy nhiên, do điều kiện vùng biển sâu, công tác khoan thăm dò gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Mặc dù vậy, các nghiên cứu địa chất cho thấy, bể trầm tích Từ Chính Vũng Mây vẫn hứa hẹn nguồn dầu khí dồi dào, với trữ lượng ước tính khoảng 800 đến 900 triệu tấn quy dầu. Không chỉ dừng lại ở đó, ở vùng biển sâu, xa bờ Đông Nam, bể trầm tích Trường Sa, rộng lớn, với diện tích 200.000 km2, ôm trọn quần đảo Trường Sa thiêng liêng, vẫn đang chờ đợi được khám phá. Từ những năm 1970, chúng ta đã dò dẫm, tìm kiếm nguồn năng lượng tiềm ẩn tại đây. Tuy nhiên, vị trí địa lý phức tạp, khiến việc đánh giá trữ lượng dầu khí tại bể Trường Sa vẫn là một ẩn số đầy bí ẩn. Vùng biển Việt Nam, nơi được ví von ẩn chứa vàng đen, nguồn năng lượng quý giá của thế giới. Trong hành trình chinh phục đại dương đầy thách thức ấy, chúng ta đã ghi dấu ấn với 8 bể trầm tích lớn, mang lại nguồn năng lượng sôi động cho đất nước, góp phần tạo nên nguồn thu nhập quan trọng, đóng góp tới 1/3 ngân sách quốc gia mỗi năm. Biển Đông, vùng biển giàu tiềm năng tài nguyên của Việt Nam, luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu trữ lượng dầu khí khổng lồ nơi đây, đặc biệt là tại các bể trầm tích thuộc chủ quyền Việt Nam, có thể đưa đất nước trở thành siêu cường quốc, sánh vai cùng các ông lớn Trung Đông, nơi người dân sống trong nhung lụa, xa hoa bậc nhất thế giới. Biển Đông, vùng biển giàu tiềm năng dầu khí, đã thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu từ lâu. Từ năm 1966, Ủy ban Kinh tế Châu Á và Viễn Đông thuộc Liên Hợp Quốc đã ước tính trữ lượng dầu khí ở Biển Đông vào khoảng 3 đến 7 tỷ tấn dầu. Các chuyên gia Trung Quốc thậm chí còn đưa ra con số ấn tượng hơn, từ 17 đến 50 tỷ tấn, tương đương 125 tỷ thùng dầu. Với mức giá dầu hiện nay là 83 đô la trên một thùng, nếu Việt Nam có thể khai thác toàn bộ trữ lượng dầu khí tiềm năng tại các bể trầm tích thuộc vùng biển Việt Nam trên Biển Đông, tổng giá trị thu về có thể lên tới 10.000 tỷ đô la. Bên cạnh dầu mỏ, trữ lượng khí đốt trên vùng biển Việt Nam thuộc Biển Đông cũng rất lớn, khoảng 14.000 tỷ mét khối, tương đương với tiềm năng thu về khoảng 30.000 tỷ đô la nếu được khai thác hiệu quả. Như vậy, tổng giá trị ước tính từ dầu khí trên vùng biển Việt Nam thuộc Biển Đông có thể lên đến 40.000 tỷ đô la. Nếu được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, con số khổng lồ này sẽ giúp Việt Nam thay ra đổi thịt, thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển, giàu gấp 2,5 lần Đức, 4 lần Hàn Quốc và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Dầu khí trên Biển Đông là nguồn tài nguyên quý giá, nhưng cũng là thách thức lớn đối với Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng có những hành động leo thang nhằm độc chiếm vùng biển này. Từ việc đưa tàu thuyền, hải quân xâm nhập trái phép,
gây hấn, cản trở hoạt động kinh tế, đặc biệt là sự kiện hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào năm 2014, cho đến việc áp đặt đường lưỡi bò phi lý, Trung Quốc đang giáo diết thực hiện tham vọng bá quyền của mình. Để bảo vệ chủ quyền biển đảo và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí, Việt Nam cần kiên trì các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kêu gọi các quốc gia yêu chuộng hòa bình, công lý, lên án hành động ngang ngược của Trung Quốc. Đến đây, video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi, hãy để lại cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận nhé. Nếu thấy video hay, hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật nút chuông bên cạnh để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.